Nối tiếp tập 11, Bạch Thu Nhiên đang chuẩn bị dạy kiếm ấn cho con trò láo toét Nhược Vi Dù Lép. Nhưng mà Nhược Vi ngốc nghếch vẫn chưa biết kiếm ấn là gì cả. Chúng ta cùng xem tiếp hai thầy trò nhà này tấu hài nhé. Bạch Thu Nhiên thất vọng nói, mấy thanh niên bây giờ, đúng là như trẻ đú. Ấn quyết thì bảo khó luyện, xong chạy đi luyện pháp thuật, còn bảo pháp thuật có ích hơn. Như nào biết được ấn pháp là của sư tổ chúng ta từ thời hồng hoang, mới là thứ thích hợp nhất cho thiên địa đại đạo. Hai, đúng là bi thương à nhược vi vinh váo bắt bẻ ồ thế cũng đồng nghĩa là khó luyện rồi còn cãi nhưng cái này thì không giới hạn cảnh giới luyện khí kỳ cũng luyện được uy lực cũng mạnh như pháp thuật ai cũng luyện pháp thuật chỉ có sư tôn người luyện trường pháp nên cả cửu châu thập địa người là người duy nhất luyện đúng không bạch thu nhiên hết chịu nổi tức giận liền chửi nhược vi im im đi cái tên nghịch đồ rú lép này nói chuyện kiểu gì đấy hả hai người cứ thế trợn mắt nhìn nhau cuối cùng bạch thu nhiên cũng chịu những bộ súng nước nói e hèm tóm lại cái này tuy khó luyện nhưng vi sư hy vọng con có thể luyện nó khó luyện thì nó cũng sẽ có điểm đặc biệt của nó nhược vi con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của vi sư tuy con vừa lép vừa khẩu nghiệp không nghe lời vi sư nhưng con vẫn là đồ đệ bảo bối của ta sư tôn lẽ nào đi hại con ha ha không hại đâu chỉ đem ra thử nghiệm đan dược thôi nhược vi vẫn chưa cháo nhìn bạch thu nhiên cười hờ hờ bạch thu nhiên miễn cưỡng nói không nói gì thì sư tôn coi như con đồng ý rồi nhé sau đó liền lại ngồi xuống được rồi vậy thì vi sư sẽ tu luyện hạt giống của ấn pháp cho con sau đó mới chuyển cách tu luyện nhược vi khó hiểu liền hỏi hạt giống là gì vậy bạch thu nhiên liền giải thích nói tu luyện ấn pháp cần có năng lượng thuộc tính tương ứng loại năng lượng của hạt giống của con sử dụng là loại gì thì sẽ ảnh hưởng tới việc ấn pháp sau này của con có thể tu luyện thâm sâu ra sao khi xưa ban đầu lúc ta tu luyện hạt giống mà ta sử dụng là một tia kiếm mang lấy từ một di thể của một kiếm tiên vi sư có được nó là nhờ mạo hiểm đi vào hồng hoang di tích còn hạt sống của con hôm nay là hạt sống của ta cho con nhược vi đứng nghe nãy giờ nhưng toàn trôi từ tay này sang tay kia không hiểu gì hết trơn cả thầm than trong lòng nghe kỳ lạ vãi bạch thu nhiên giơ tay lên một tia chân khí màu vàng liền xuất hiện ở đầu ngón tay sau đó liền bảo nhược vi nào giơ tay ra nhược vi tuy không hiểu gì cả nhưng cũng làm theo lời bạch thu nhiên nói tay cũng giơ lên tia chân khí đầu ngón tay bạch thu nhiên liền trực tiếp đâm cái dẹt vào lòng bàn tay của nhược vi khiên nàng dê nhẹ lên một cái, ừ. được rồi, đệ tử thân truyền đời thứ hai của thanh minh kiếm tông bạch thu nhiên, hạt giống kiếm mang mà ta tốn ba ngàn năm để ngưng luyện, chất lượng phải nói là quá ngon. Nhược Vi con quá hời rồi đấy. Vết rách của hạt giống kiếm mang trên long bàn tay của Nhược Vi dần ẩn đi. Cũng vì vậy, vừa mới thành công chúc cơ, Đường Nhược Vi xuất quan không lâu, lại bắt đầu tu luyện một cách khó khăn cực nhọc. Cuối cùng 6 tháng sau, trên đường thất tinh phong lần thứ 138 đường nhược vi bị con khỉ cái đó chặn đường. Lần nào cũng thế, cứ gặp nhược vi là nó lại đem hai cái hạt điều ra chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt nhược vi rồi đem ướm trước ngực của nó. Mục đích tất nhiên ai cũng nhìn ra là nó đang giễu cợt nhược vi là một con rú lép. Nhược vi cay lắm nhưng bởi vì tu vi không bằng nó, nên 137 lần trước toàn bị nó áp chế đánh cho sưng đít lên. Lần gặp mặt thứ 138 này là nhược vi cố ý đến tìm nó, để cho nó nhảy ra chơi chọc mình. Nhược vi nhìn thái độ của con khỉ thì liền nở một nụ cười khinh bỉ, nụ cười dần mất đi nhân tính của nhược Vi, nàng hư lạnh còn cho rằng ta cùi bắp sao chiêu chọc kiếm mà bạch thu nhiên dạy hiện giờ nhược vi đã sử dụng thuần thục liền lập tức đâm ra một kiếm thổ hệ kiếm khí phóng ra lập tức cắt đôi hạt điều đang ở trên tay con khỉ cái nó ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn hai nửa hạt điều bị cắt ngọt sớt rơi xuống trước mắt mình nó còn tưởng có ai đánh lén từ phía sau liền quay đầu lại nhìn ngó xung quanh nhưng không có ai cả lúc này nó mới giật mình sợ hãi quay mặt nhìn về phía nhược vi không thể tin được là con rú lép trước mặt mới 6 tháng không gặp đã trở lên lợi hại như vậy còn nhược phi lúc này ánh mắt đầy tự tin cầm khôn linh kiếm trong tay chĩa thẳng mặt con khỉ cái láo toét nàng đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi lên trúc cơ mục tiêu đầu tiên của nhược vi chính là con khỉ cái chết tiệt này sáu năm qua ở trên thất tinh phong nhược vi đã bị nó trêu chọc thậm chí là đánh cho đít nở hoa không biết bao nhiêu lần oán hận tích lũy đã vô cùng sâu đậm con khỉ cái thấy mình không phải đối thủ của nhược vi nó liền lập tức xoay người bỏ chạy Nhược Vi tất nhiên là không bỏ qua cho nó rồi. Nàng liền lập tức cầm kiếm đuổi theo phía sau. Có khỉ cái vừa chạy vừa thần tha trong lòng, bỏ mẹ rồi, lần này xong thật rồi. Nhược Vi tay cầm Khôn Linh kiếm vẫn đuổi sát phía sau. Hai đứa đuổi nhau tới một con suối nhỏ. Nơi đây có một tảng đá lớn chặn đường, bởi vì nó tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong nên không biết bay, gặp tảng đá lớn như này đúng là vận xui của nó. Con khỉ chỉ biết nhảy lên tảng đá tìm cách nhanh chóng trèo qua tìm đường thoát thân. Nhưng mà đã quá muộn, nhược vi phía sau lao tới tung thẳng một trường lệch mặt nó đánh vào phía tảng đá khiến tảng đá lớn nứt vỡ thành nhiều mảng con khỉ cái chết tiệt may chạy đi nhược vi lúc này biểu cảm khuôn mặt ánh mắt nụ cười dần mất đi nhân tính nói phong thủy luân lưu chuyển hôm nay lão nương ta sẽ xử ngươi nhược vi cứ như vậy thẳng tay xả hận mấy năm nay lên người con khỉ cái mất nết này nó bị nàng đánh cho kêu gào thảm thiết ở trong rừng trở lại thất tinh phong miệng cứ liên tục ư ừ, ư ư ư ư ư hừ hừ hừ, hừ. Bạch Thu Nhiên thấy nàng có biểu hiện lạ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tới tháng rồi à?" Nhược Vi tức giận quay ra quát Bạch Thu Nhiên nói: "Này, người nói như vậy cũng được à? Làm gì có ai nói đồ đệ mình như vậy?" "À ta hiểu rồi." Bạch Thu Nhiên nhìn Nhược Vi một vòng rồi nói: "Chân nguyên lưu động, tay có bụi phấn, con đây là đã đi chỏng nhau với người khác. Ta suy nghĩ xem, chỉ có con khỉ cái chỗ suối nước nóng mới có thủ với con. Không ngờ nha, thế gian này còn có người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc bởi vì chiến thắng một con khỉ cái vi sư đúng là được mở mang tầm mắt con không nói với người nữa nhược vi muối mặt ngại ngùng nhược vi quay người dỗi đi ra ngoài bạch thu nhiên liền cất lời gọi nàng lại đợi chút khoan đi đã ta có chuyện muốn nói với con đây là chuyện lớn nhược vi liếc ánh mắt dừng người lại dẫn dỗi cau mày ngồi xuống trước mặt bạch thu nhiên nói chuyện gì đệ tử lo toét éo chịu được ai lại nói chuyện chống không với sư phụ thế này bạch thu nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn nhược vi nói con chúc cơ rồi tiếp theo phải xuống núi tu luyện ba ngày sau dưới thất tinh phong qua vài ngày ngắn ngủi chuẩn bị đường nhược vi bắt đầu hành trình xuống núi tu luyện của mình nhược vi và bạch thu nhiên hai người lúc này đang đứng ở khu rừng dưới chân núi thất tinh phong bạch thu nhiên nói vi sư vừa đúng lúc xuống núi nên ta sẽ đi cùng con nhưng con đừng vui mừng quá sớm trên đường nếu có chuyện gì trừ khi con xui xẻo gặp người đánh không lại nếu không vi sư sẽ không ra tay giúp dạ vâng sư tôn sư tôn sắp tới mình phải đi đâu theo ta ôm lấy vi sư như vậy sao ừm chuẩn bị cho tốt nhược vi lúc này một tay vòng qua eo ôm chặt lấy eo bạch thu nhiên còn bạch thu nhiên thì đưa tay khoác lên vai nhược vi phần khuỷu tay làm điểm tự cho vai của nhược vi còn bàn tay thì đỡ lấy đầu của nàng bạch thu nhiên bất ngờ hô lớn xuất phát cả hai người cứ thế phóng thẳng lên trên không trung mà lao đi tốc độ phóng đi của bạch thu nhiên là vô cùng khủng khiếp khiến cho đất đá bụi bay tung mù cây cối thì bị đổ gãy sang hai bên tốc độ bay của bạch thu nhiên thậm chí cả thiên tiên xuống cũng chỉ hít khói đó chính là lý do vì sao mà bạch thu nhiên ngay từ ban đầu đã chủ động đưa tay đỡ lấy đầu của của nhược vi nếu bạch thu nhiên mà không làm thế cái kết của nhược vi chỉ có một đó là gãy cổ mà chết hết đá bay bạch thu nhiên lại tiếp tục hạ cánh xuống đất rồi bật nhảy phóng đi tiếp bạch thu nhiên cứ liên tục nhảy cóc như vậy mấy lần nữa nửa canh giờ sau Hai thầy trò Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi hạ cánh xuống một cánh đồng hoa cải. Nhược Vi lúc này chưa hoàn hồn, cả người sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy Bạch Thu Nhiên không chịu buông. Một lúc sau không thấy Bạch Thu Nhiên bay đi nữa, Nhược Vi đầu tóc bù xù mới hoàn hồn mở mắt ra nhìn xung quanh thắc mắc nói: "Chúng ta tới rồi. Sư Tôn, bây giờ chúng ta đang ở đâu đấy?" Thương Châu, Định Quốc. Nhược Vi ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Bạch Thu Nhiên, thầm nghĩ trong lòng: "Nơi đây thật sự là Thương Châu sao? Sư Tôn người đi nhanh vãi vậy." phải biết rằng thanh minh kiếm tông ở cổ châu cách xa chỗ này một cái bắc minh khoảng cách cỡ tầm 200.000 km vậy mà mình đi chưa được nửa canh giờ quát đờ heo tốc độ của sư tôn nhanh tới mức nào nhược vi ánh mắt thất thần nhìn lại bản thân mình thầm nghĩ không được mình vừa lên chút cơ mà đã tự đắc rồi so với sư tôn mình còn kém xa lắm bạch thu nhiên an ủi nhược vi nói ít ra ta cũng sống ba năm rồi chỉ cần con cố gắng tu luyện đợi con phi thăng tới thượng giới tốc độ có thể bắt kịp ta, dù gì con có thể ngự kiếm. Vậy thì sư tôn, mình phải đi đâu? Không phải nói đi tu luyện hả? Yên tâm, vi sư sắp xếp hết cho con rồi, đi vào thành trước đi. Nơi đây chính là thủ đô định quốc Tô Đan. Tại một con đường nào đó, Bạch Thu Nhiên đang dẫn đường nhược vi đi ở nơi đây. Hai bên vệ đường, các em gái ăn mặc mát mẻ, uốn a à uốn éo, giọng nói thanh thoát, ánh mắt điều khiêu gợi mời chào, gạ gẫm Bạch Thu Nhiên. Đại gia mau qua đây chơi này có cần xả stress không massage đã làm đó nhược vi thấy mấy em này cũng phải ngại ngùng sợ hãi không biết sư tôn dẫn mình tới cái lưới quái quỷ gì thế này bất ngờ nhược vi vẻ mặt ái ngại ngước nhìn lên cái nơi mà bạch thu nhiên đưa mình tới có tên là hoan hỷ cảnh giới nhược vi thấy bạch thu nhiên cứ như vậy mà thản nhiên đi vào nhược vi ở phía sau nổi ra gà như vừa nghĩ đến chuyện gì bậy bạ nào lập tức lên tiếng gọi bạch thu nhiên đợi chút đợi đợi sư tôn người không phải nói chúng ta đi tu luyện sao người vào đây là muốn làm gì sao lại dắt ta đi theo chứ bạch thu nhiên quay lại lường nhược vi một cái nói ta có người quen ở đây có thể giúp con sắp xếp nhiệm vụ tu luyện con đang nghĩ gì thể con cho rằng ta sẽ dắt con vô tu luyện à nhược vi đỏ mặt ngại ngùng cãi con dù gì đi nữa cũng là con gái mà người dắt con tới mấy chỗ này có tốt thật không đây là địa bàn của hợp hoan tông hợp hoan tông của một trong ma môn tam tông nghĩa của hợp hoan tông là tông môn hấp thụ dương khí của đàn ông để tu luyện nghe nói sau khi tu sĩ chính đạo gặp được tu sĩ của hợp hoan tông đàn ông sẽ bị hấp thụ thành sắc khô còn nữ thì bị giam trong tù của hợp hoan tông để tiến hành tẩy não sau đó sẽ trở thành yêu nữ của hợp hoan tông cực kỳ đáng sợ sợ cái gì chứ bọn họ bây giờ đến hấp thụ cũng không dám để xảy ra án mạng thì bọn họ có thể làm gì con con lại là đồ đệ của bạch thu nhiên ta ai dám động thủ nào đi thôi bạch thu nhiên liền nằm tay nhược vi kéo nàng đi hai người dắt tay nhau đi thẳng tới đại sảnh phía bên cạnh còn có một nhân viên tiếp tân đi theo gặp mặt lễ tân cô gái này liền nở một nụ cười thân thiện hỏi bạch thu nhiên vị khách quan này ngài cần tìm cô nương như nào bạch thu nhiên mặt không cảm xúc không thèm trả lời tay liền giơ lên một tấm lệnh bài màu đỏ đưa cho lễ tân xem cô lễ tân giật mình ngạc nhiên cố ưỡn ngược với người ra nhìn tấm lệnh bài cho rõ một lần nữa á trời ơi đây là lệnh bài cao cấp nhất của ma môn liên hợp thì ra tiền bối của ma môn người cần xả stress hay hấp thu nếu như người không thường xuyên đến có thể thử đệ tử cấp thấp trước bạch thu nhiên mặt vẫn không cảm xúc nói ta muốn gặp bà chủ của các người cô bé lễ tân này vô cùng ngạc nhiên ngay lập tức cô ta liền dẫn bạch thu nhiên đi tìm bà chủ tiền bối đi lối này bạch thu nhiên quay lại dặn dò nhược vi nhược vi con đứng đây đợi ta còn nhược vi nãy giờ chỉ nhìn bộ ngực của cô lễ tân trong lòng thầm ghen tị đù má sao lại to thế nhỉ to hơn cái đầu của ta rồi nhìn bạch thu nhiên theo em gái lễ tân ba đầu rời đi nhược vi không có muốn phải đứng đây đợi bạch thu nhiên một mình cố gắng với tay gọi sư tôn nhưng mà bạch thu nhiên không có nghe em gái nhân viên tiếp khách đi cùng bạch thu nhiên và nhược vi từ cửa vào đây thấy nhược vi có vẻ mặt sợ hãi tiếc nuối cùng một chút lo lắng khi bạch thu nhiên rời đi như vậy cô ta liền tiến lại bắt chuyện hỏi thăm tình hình của nhược vi em gái nhìn em thế này chắc là tu sĩ chính đạo đúng không ngươi bị vị tiền bối kia bắt làm nô lệ sao hai đúng là chung số phận mà nhược vi bị bất ngờ quay sang nhìn cô ta rất ngạc nhiên còn chưa kịp trả lời câu hỏi thì cô ta liền dưng dưng hai hàng nước mắt khóc lóc buồn bã kể lại với nhược vi nghĩ lại ban đầu ta cũng là tu sĩ chính đạo cho tới khi gặp một ma tu khiến ta rơi vào tình cảnh như thế này lúc này bạch thu nhiên cùng bé lễ tân kia hai người cũng đã đi khá xa rồi cuối cùng cũng dẫn bạch thu nhiên đến trước cửa đại môn một biệt phủ lớn cô bé lễ tân liền đưa tay đập khuy cửa cộc 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 cô ta liền nói vọng vào bên trong tông chủ đã dắt tới rồi ạ à. từ bên trong giọng nói của tông chủ hợp hoan tông đáp lại vào đi bạch thu nhiên mở cửa đi vào cô bé lễ tân liền cúi người cung kính chào bạch thu nhiên phía bên trong sân có một cô gái tóc hồng đang ngồi ở đó chờ bạch thu nhiên cô gái này yêu màu hồng ghét sự giả dối body thì miễn chê cô ấy chính là tông chủ của hợp hoan tông tô hương tuyết chính là người mà khi mà nhược vi đến tìm bạch thu nhiên tuyệt phân tử đã từng nhắc đến trước kia có gian tình với tổ sư thúc của hắn Tô Hương Tuyết tay cầm ấm trà từ từ rót ra ly. Là vị đồng đạo nào hôm nay sao lại rảnh rỗi tìm Hương Tuyết để tâm sự? Nào, mời dùng trà. Bạch Thu Nhiên từ cửa đi vào vẫy tay, tươi cười chào Tô Hương Tuyết. Thấy có người đi vào chào mình, Tô Hương Tuyết ánh mắt thất thần nhìn lên. Ngay sau đó cô ấy liền mất đi vẻ bình tĩnh, hai mắt trợn ngược, há hốc mồm thốt lên. Đệt, Bạch Thu Nhiên, sao ngươi lại đến đây? Lâu rồi không gặp, Tô Hương Tuyết, cô quả nhiên ở đây. Tô Hương Tuyết thở dài vẻ mặt buồn bã nói, từ sau khi người chém chết sư tôn của ta, thì hai ta còn gặp nhau nữa đâu. Thôi thôi cô đừng có mà diễn trước mặt ta, còn giả trò mèo khóc thương chuột gì nữa. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cô tôn trọng sư tôn của mình lắm. Lúc đó ta dẫn theo người của chính đạo đi khắp nơi để tìm tung tích của bà ta, nhưng cuối cùng cô chả phải đâm sau lưng bà tiết lộ cho bọn ta biết vị trí của bà ta sao. Tô Hương Tuyết chu mỏ bộ dáng oan ức nói, hứ, vô dĩ ta với sư tôn chỉ là không hợp nhau, chứ ta đâu nghĩ tới giết bà ta bao giờ đâu. Nhưng bà ta quá đáng quá, lại còn bắt ta đi tìm và tập hợp công cụ dương khí cho bà ta. Hừm hừm hừm, thôi đừng nói cái này nữa, hôm nay ta tới đây kiếm cô là có chuyện đó. Gần đây ta mới có thu nhận một đệ tử, lần này rất xuống núi tu luyện, chính là muốn nó đi lịch luyện trải đời, giúp nó trưởng thành hơn. Tô Hương Tuyết bị đứng hình mất 5 giây, sau đó cô ấy liền kinh ngạc hét lên. Cái gì? Ngươi nhận đồ đề á? Nam hay nữ đấy? Bạch Thu Nhiên nhớ đến hai con ốc vít của Nhược Vi liền nói, miễn cưỡng là nữ trang. Sao đấy? Tô Hương Tuyết nghe Bạch Thu Nhiên nói hắn thu nữ đồ đệ, nàng trong lòng tức giận, hai tay nắm chặt, cả người run run, nhưng vẫn cố miễn cưỡng trấn an tinh thần bản thân. Đúng là bất ngờ thật. Bạch Thu Nhiên, không ngờ ngươi là loại người châu già thích ăn cỏ non. Không được, mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh? Dù gì Bạch Thu Nhiên cũng ngáo VL, chắc không cố ý nhận nữ đệ tử. Nàng lắp bắp miễn cưỡng trả lời lại câu hỏi của Bạch Thu Nhiên, không, không có gì. Ngươi nói nhiệm vụ tập luyện thì cũng có một cái, có một chuyện liên quan đến hoàng tộc, ngươi muốn nghe không? Ây ra lại là hoàng tộc à? Đám này nhiều chuyện vậy. Thôi, nói đi chuyện gì? Gần đây định quốc bắt đầu có chen tiết lộ bí mật. Cái gì cơ? Là cái gì vậy? Nghe nói là tiếng của dị vực, thực ra chính là tìm một cô gái trẻ xinh đẹp để phục vụ ca hát nhảy múa, khiến cho không ít trai trẻ trong nước đã bị thu hút. Ồ, bán nghệ không bán thân đấy hả? À? thái tử định quốc cũng thích điều này nhưng mà ba ngày trước lúc đi xem diễn thì bị người ta giết vua của định quốc vô cùng tức giận treo thưởng lớn cho ai bắt được hung thủ hung thủ là võ giả bình thường hay là người của tu chân giới định quốc lấy vũ lực làm trí tôn vua của nước họ có thể mạnh bằng tu sĩ luyện khí kỳ thái tử của một nước như vậy lại bị giết lẽ nào người của phàm giới có thể làm được sao tô hương tuyết vừa dứt lời thì bạch thu nhiên cũng đứng dậy nói cảm ơn tình báo của cô ta sẽ dắt đồ đệ của ta đi chơi đi xung quanh tham quan. Hương Tuyết cũng thật là muốn Bạch Thu Nhiên ở lại tâm sự với nàng. Ngươi không ngồi một lúc nữa sao? Nhưng mà Bạch Thu Nhiên đầu gỗ, hắn cứ như vậy xoay lưng rời đi, chỉ giơ một tay lên vẫy chào tạm biệt Tô Hương Tuyết. Không ngồi một lúc sao? Thôi không đâu. Ngồi trong tông môn của Hợp Hoan Tông, ta lúc nào cũng nghĩ tới vẻ mặt của sư tôn cô, cả người thấy không thoải mái. Ta đi trước đây. Cô bảo trọng đấy. Tập 12 xin kết thúc ở đây. Chúng ta cùng chờ xem tập mới này. Bạch Thu Nhiên cùng những vi đi truy sát tên hung thủ đã giết chết. Thái tử của quốc gia phàm gian này như thế nào nhé?